Việc quyết định có con là một quyết định rất là lớn. Quan trọng là mình chọn cái cuộc sống, những cái giá trị sống như thế nào, cũng như là mình chọn cái con đường gì cho con mình đi cùng với mình. Mình là Thuật. Xin chào mừng các bạn đến với series Sunday, nơi mà chúng ta có thể chia sẻ những câu chuyện tài chính dành cho phụ nữ. Theo mình thì độc lập tài chính có nghĩa trước hết là mình phải có một số tiền cho riêng mình, để khi mình cần làm gì thì mình cũng có một cái số tiền để mà mình có thể chi xài cho những cái công việc mà mình mong đợi. Và với một người phụ nữ độc lập tài chính, chúng ta có một tiếng nói nhất định trong gia đình, trong xã hội, cũng như là khi mình có con, đặc biệt là những đứa con gái sẽ nhìn thấy một cái tấm gương đó để mà nó càng có cái sự độc lập, đặc biệt là về mặt tài chính. Là phụ nữ thì có những cái cột mốc mà mình cũng phải suy nghĩ tính toán. Thuộc có hai bé thì cũng một chặng đường khá là dài, từ lúc mình quyết định có bầu có con cho đến bây giờ hai em đã gần như là trưởng thành rồi. Nhìn lại thì Thuộc thấy việc quyết định có con là một quyết định rất là lớn, không phải chỉ 1-2 năm, mà đó là một cái khoản đầu tư mà mình phải đầu tư suốt đời. Cũng có bạn nói với mình là trời ơi, có con tốn tiền lắm chị ơi. Thì quan điểm của Thuộc, nếu mình muốn tốn kém thì nó tốn kém, nếu mà mình muốn trong khả năng của mình vẫn có thể xoay sở được, mình cũng có thể xoay sở được. Quan trọng là mình chọn những cái giá trị sống như thế nào, cũng như là mình chọn cái con đường gì cho con mình đi cùng với mình. Cái quan trọng hơn nữa là dạy cho con cách xài tiền như thế nào. Mình đã bắt đầu định hướng cái việc tài chính của các bạn nhỏ, ví dụ như từ những cái hành động nhỏ nhỏ hàng ngày thôi. Ví dụ cuối tuần đi nhà sách, mình sẽ bảo là hôm nay mình đi, mình chỉ có ví dụ 50.000 hoặc là 100.000 thôi cho mỗi bạn. Thì mỗi bạn sẽ phải biết cách tối ưu hóa cái số tiền đó. Ý tưởng thứ hai mà Tục bắt đầu, Tục chỉ con từ những lúc rất là sớm đó. Những cái khoản tiền mà con có thì con có thể gửi tiết kiệm. Thì hôm nay con gửi 100.000, thì qua một năm thì con đã được 105.000, 107.000 rồi. Và con bắt đầu con được lãi suất 5-7% trên cái 107.000 đó. Thì con tưởng tượng 10 năm sau con có một số tiền rất là lớn. Khoảng 17 tuổi thì khi con bắt đầu suy nghĩ vào việc là học trường gì, cũng hoạch định cho con là đấy, ba mẹ sẽ dành một cái khoản tiền trong 4 năm tới, con có thể học trường gì cũng được, mà ba mẹ chỉ có khoản đấy thôi. Thì đứa con cũng phải cùng với mình, đồng hành cùng với mình để mà chọn một cái trường nó phù hợp, hoặc là phải cố gắng nỗ lực để tìm được học bổng. Thì bé sẽ được hưởng cái số tiền đó như là những cái vốn đầu tư ban đầu của mình. Thì từ những năm 22, 23 tuổi cho đến bây giờ thì có một vài cái nguyên tắc gần như là không thay đổi mà mình rất là muốn chia sẻ với các bạn ở đây. Việc thứ nhất là tập trung tạo ra giá trị, tập trung tạo ra tiền. Nguyên tắc thứ hai là tiết kiệm, phải có cái tính tiết kiệm, tức mình chỉ chi xài những cái gì mà mình thấy thực sự là cần thiết. Và cái thứ ba, để dành tiền phòng hờ vào những cái lúc mà mình cần thiết, nên dành cỡ khoảng 10% cái thu nhập của mình hàng tháng. Cái điểm thứ tư đó là luôn luôn suy nghĩ đến việc là mình nhận được thì mình cũng nên cho đi, dành cỡ khoảng 5% cái thu nhập của mình để mà mình có thể giúp cho một ai đó. Và cái cuối cùng đó là thường xuyên nhìn lại thử coi là trong cái bảng tài chính của mình năm nay là mình đang tạo ra thêm tiền hay là mình mất đi nhiều tiền, thì mình sẽ đảm bảo rằng là cái chặng đường mỗi cái 5-10 năm tiếp theo của mình luôn luôn trong một cái trạng thái là cái tài chính của mình nó khỏe, giống như sức khỏe của mình như vậy, thì mình sẽ sống vui hơn.